Chào mừng quý anh chị và bạn đến với channel Cùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây, anh chị có thể đoán được chìa khóa của chiếc xe gì không ạ? Vâng, một chiếc xe trong phân khúc SUV hạng D vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đó là chiếc xe Hyundai Santa Fe All New 2024. Chiếc xe này thì vừa mới cập bến đại lý Hyundai Bắc Ninh bên em và được ra mắt tại thị trường Việt Nam với tổng cộng là 5 phiên bản. Đầu tiên là phiên bản Santa Fe Exclusive, giá niêm yết là 1 tỷ 069 triệu. Tiếp theo là bản Prestige với mức giá niêm yết là 1 tỷ 265 triệu. Và đặc biệt là Santa Fe Cari Graffi với 3 phiên bản. Đầu tiên là phiên bản 2.5 7 chỗ với giá niêm yết là 1 tỷ 315 triệu. Bản 6 chỗ giá niêm yết là 1 tỷ 315 triệu. Và đặc biệt là bản động cơ 2.5 turbo Cari Graffi với giá niêm yết là 1 tỷ 365 triệu. Một chiếc xe mà được thị trường chờ đón rất là lâu. Và đây, hôm nay em nó đã xuất hiện. Đây là chiếc chìa khóa của em nó. Thưa quý anh chị, trên này thì em sẽ đề nổ từ xa trước cho quý anh chị, để anh chị cảm nhận rõ cái tiếng động cơ của em nó. Vẫn là thao tác hai nút khóa xe và giữ nút hâu. Đó. Santa Fe. Đặc biệt thì Santa Fe phiên bản All New 2024 thì đã cắt hết toàn bộ phiên bản máy giò, chỉ còn duy nhất là bản máy xăng thôi. Về động cơ thì chủ đạo vẫn là 2.5 hút khí tự nhiên và có bản Cali Graffi là 2.5 turbo là với mức giá cao nhất. Thì hãy cùng em bật hệ thống đèn lên để anh chị chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em nó. Đây. Đó, anh chị cùng chiêm ngưỡng qua về vẻ đẹp chiếc xe này Santa Fe. Rồi bật nốt xi nhan lên đi. Quý anh chị quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ số điện thoại để em có thể tư vấn được thêm về giá cũng như là chính sách quà tặng khuyến mại của đại lý. Ở phần này thì em chỉ review qua thôi và báo giá niêm yết cho quý anh chị. Đó, các cái điểm nhấn của xe là những cái thiết kế vuông vắn này, hiện đại, hình hình lập phương, rồi là hình chữ nhật, rồi rất là vuông thành sắc cạnh, nó rất là sắc nét. Đó là một chiếc xe mang đậm chất hiện đại, cá tính, thể thao và thực sự là hầm hố, thưa quý anh chị. Đây, anh chị chiêm ngưỡng đi ạ. Nó có những cái giải đèn hình chữ H biểu tượng cho chữ viết tắt của chữ Hyundai và những cái giải LED chạy dài này. Phần đuôi của nó thì nó giống như một chiếc xe Land Rover. Đó. Về review qua một chút nhé, thì chiếc xe được trang bị cụm đèn pha cốt full LED. Về phiên bản Prestige trở lên thì đều được trang bị hệ thống Hyundai Smart Sense cho quý anh chị. Ở đây trước mặt em là phiên bản Prestige. Vâng, Prestige thì em vẫn xin nhắc lại với giá niêm yết là 1 tỷ 265 triệu. Vâng. Về đường kính la răng của bản này thì lần lượt là sẽ là 20 inch và các phiên bản Graffi sẽ là 21 inch và phiên bản Exclusive chỉ là 18 inch thôi. Đó. Về phần đèn thì tất cả các xe đều được trang bị là cụm đèn LED hết rồi. Và phiên bản Prestige trở lên thì sẽ là trang bị hệ thống Hyundai Smart Sense. Về kích thước thì xe cũng thay đổi rất là nhiều so với phiên bản cũ. Với chiều dài là 4m830, chiều rộng là 1m9 và chiều cao là 1m720. Vâng, thay đổi rất là đáng kể. Về chiều dài cơ sở thì cũng được thay đổi, tăng lên là 2m815. Khoảng sáng gầm xe của chiếc này là 177mm. Vẫn là công nghệ Hyundai, hệ thống động cơ, công nghệ động cơ Smart Stream. Đó. Với công suất của động cơ hút khí tự nhiên là 194 mã lực. Và mô men xoắn cực đại của nó sẽ rơi vào là khoảng 246 Nm. Đặc biệt là phiên bản turbo cho công suất là 281 mã lực. Vâng, động cơ 2.5 turbo khỏe nhất của Hyundai, 281 mã lực với mô men xoắn là 422 Nm. Xung tích bình nhiên liệu thì của xe là 67 lít và dẫn độc động xe với hộp số là 8 cấp thường.
Còn đặc biệt là phiên bản turbo thì là 8 cấp điệp kép, và tất cả phiên bản từ Prestige trở lên thì được dẫn động với hệ thống hatchback. Còn phiên bản Exclusive thì dẫn động với hệ thống dẫn động cầu trước. Đó, xe thì đều được trang bị phanh đĩa hết rồi. Vâng. Về phần thân xe thì anh chị có thấy là la răng thì đã em cũng nói qua rồi. Kích thước của chiếc bản la răng bản này với kích thước là 12 là 20 inch, còn phiên bản Calligraphy là 21 inch, Exclusive là 18 inch. Xi nhan tích hợp trên gương chắc chắn rồi. Đó là xi nhan full LED. Kèm camera tích hợp công nghệ cảnh báo điểm mù trên gương, vân vân. Santa Fe. Dọc theo thân xe cũng là những cái tay nắm cửa này, cùng màu thân xe được thiết kế vuông vắn. Vâng, cái ngôn ngữ chủ đạo của chiếc xe này là Matrix, ma trận. Đó. Đó, phần đuôi xe thì anh chị có thể thấy là rất là vuông và nó nâng cấp đáng kể những cái về cảm biến. Cảm biến cũng là những cái cảm biến dọc thân xe, và dĩ nhiên vẫn là có những bốn cảm biến đằng sau xe. Camera 360 độ cam lùi. Đó, logo 2D Santa Fe. Phần cốp của xe thì với một cái thể tích cốp của xe này thì cũng rộng hơn nhiều so với cả thế hệ trước, và có thêm trang bị các phiên bản 6 chỗ của Calligraphy và bản turbo thì cũng là 6 chỗ. Về phiên bản Calligraphy thì là da Napa, còn phiên bản Prestige với Exclusive thì nó vẫn là da cao cấp. Đó, cùng khám phá nội thất của xe thì anh chị có thể thấy là về phần nội thất thì xe được thay đổi hoàn toàn rồi. Cái cần số của xe thì được tích hợp mà nó là cần số gạt, có tiệm cận với những chiếc xe cao cấp. Ghế thì được chỉnh điện, ghế này thì em theo em nhìn nhận thì có thể chỉnh điện 10 đến 12 hướng. Đó, có những cái thông số như là hệ thống nhiều ghế này, rồi thì loa bâu. Loa bâu thì cái số lượng loa của xe ở đây có thể kể đến, em đang xem lại catalog. Vâng, loa bâu thì trang bị những 12 loa bâu cao cấp, và bản Exclusive thì chỉ có 6 loa thường. Đó, nhiều ghế và những cái chi tiết được mạ, được phay xước này, rất là tỉ mỉ, sang trọng. Đó. Đó, cùng em khám phá nội thất. Cửa đóng rất là chắc chắn. Đó. Về phần nội thất của xe thì vô lăng là vẫn là vô lăng 4 chấu. Cái ngôn ngữ thì vẫn là ngôn ngữ rất là thể thao, cá tính. Ở đây chúng ta sẽ có cụm màn hình liền, màn hình giải trí trung tâm và màn hình đa thông tin liền mạch. Ở đây chúng ta có kích thước màn hình. Kích thước màn hình thì sẽ là 12,3 inch. 12,3 inch. Kích thước màn hình 12,3 inch nhé. Và dĩ nhiên là hai màn hình rồi. Ở đây chúng ta sẽ có thêm hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập này, rồi thì các cái cổng sạc rất là nhiều, sạc không dây, rồi thì cổng sạc chia, đây là những cái cổng sạc trang bị rất là nhiều, những cái cổng sạc không dây. Đó, ở đây chúng ta sẽ có khoanh tay điện tử auto hold là rõ ràng rồi, rồi các hệ thống hàng hà sa số, đấy, chuyển số sau vô lăng này, đấy, tần số này rất là đẹp, những cái hộc để đồ rất là tiện lợi. Đó, ở đây thì đặc biệt là có cái hệ thống khử trùng bằng tia UV. Đấy, khử trùng bằng tia cực tím. Để em sẽ xuống lấy chìa khóa để anh chị có thể khám phá được nhiều hơn về phần nội thất của xe. Em sẽ làm một chiếc view này rất là dài để có thể review một lượt gần như đầy đủ cho quý khách hàng. Mới ra mắt cho nên là những cái công nghệ nó bọn em cũng đang cập nhật. Nếu mà anh chị xin vui lòng góp ý để bọn em có thể hoàn thiện hơn. Đó, màn hình 12,3 inch. Vâng, sạc không dây. Ở đây chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, em vẫn xin nhắc lại. Rồi những cái hộc để đồ này. Ghế của xe thì phiên bản Prestige này thì sẽ có điều hòa sửa làm mát hàng ghế trước, thì bản Prestige đã có rồi. Vâng, sửa làm mát hàng ghế trước. Đây, ở cái họa tiết của ghế thì cũng rất là tinh tế nhá. Nó sẽ có những cái thiết kế giống như những cái hệ thống đèn
đèn xi nhan, đó là những cái chữ H được nối liền mạch với nhau. Đây là hệ thống khử trùng bằng tia UV, rất là tiện lợi khi mà anh chị sử dụng xe để di chuyển trên những cung đường dài thì có thể sử dụng nó như là đây, cái công tắc bật tắt đèn đấy nhá anh chị nhá, nó là công tắc cảm ứng đấy. Đó, rất là tiện lợi, nó không dùng công tắc cơ nữa mà nâng cấp lên cảm ứng rất là cao cấp. Rồi, tiếp theo thì ở đây là chúng ta sẽ có cái chế độ lái, vẫn như là chế độ lái của phiên bản trước là đây là My Driver, là chế độ lái gọi là đặc trưng của người lái. Sport này, Normal này, Eco này. Có chế độ lái địa hình nữa này. Đó, chế độ lái địa hình thì chúng ta có thể đây rồi, chế độ lái địa hình giống như bản dầu phiên bản trước. Nó đường tuyết này, đường gồ ghề này và sa mạc. Đó, chân trượt. Chúng ta sẽ có những cái công nghệ như là đấy, thông gió, làm mát ghế, sửa vô lăng. Nó không cắt đi một chút công nghệ nào của phiên bản trước và nâng cấp rất là nhiều. Cái hộc để đồ rất là tiện lợi, để đồ thiết kế rất là thông minh. Mình có thể lật từ trước ra sau rồi từ sau ra trước. Đó. Cửa sổ trời đôi thì được trang bị cho tất cả các phiên bản Prestige trở lên. Đó, còn phiên bản Exclusive thì chưa được trang bị. Đó, thiết kế của xe phải nói là rất là sang trọng. Đó, quý khách hàng nhanh tay gọi điện để có thể là tư vấn và nhận báo giá tốt nhất. Cái hệ thống đèn viền này bọn em có thể điều chỉnh được cho quý khách hàng nhé. Hệ thống đèn viền này thì điều chỉnh được trên màn hình đa thông tin này. Đó. Cùng đến với phần hàng ghế thứ hai thì bọn em sẽ có một hàng ghế thứ hai rất là rộng, với chiều dài cơ sở lên tới hơn 2m8. Thì hàng ghế thứ hai chúng ta sẽ có có nhiều công nghệ và cái tư thế ngồi thực sự là rất là thoải mái. Những cái hộc để đồ cũng được trang bị nhiều hơn phiên bản cũ này. Đó, rồi đây là gì? Đây có thể là làm mát, sưởi ấm rất là hay. Sưởi ấm cho hàng ghế thứ hai này. Đó, những cái hộc để đồ này, cửa gió này, tiện lợi này, những cái điểm để treo. Đấy, điểm để treo những cái vật dụng. Bệ tì tay của xe cũng rất là sang trọng. Đó, bệ tì tay hàng ghế thứ hai của xe có đèn viền luôn. Đó, đèn viền sang trọng. Đến phần hàng ghế thứ ba của xe thì anh chị có thể thấy là hơi tối. Hàng ghế thứ ba thì rất là rộng nhé. Vừa nãy có một bạn bên mình cao 1m83, hàng ghế thứ ba cũng không bị chật một chút nào đâu. Bạn ấy có một cái chiều cao tốt nhưng mà ngồi hàng ghế thứ ba, hàng ghế thứ ba của chiếc này vượt trội hơn hẳn so với cả phiên bản trước. Nó rộng hơn và chiếc xe nó là hình một cái hình khối hộp chữ nhật này, cho nên là cái thể tích bên trong của lòng xe rất là lớn. Đó. Cốp của xe dĩ nhiên rồi, vẫn là cốp điện. Đó, sang trọng và nó là đẳng cấp Santa Fe. Hy vọng là lái Santa Fe ra thì sẽ là vua phân khúc xe hạng D. Quý khách hàng quan tâm đến chiếc xe này và cũng như là bọn em vẫn nhận đặt hàng cho khách hàng để ưu tiên những chiếc xe về sớm nhất để khách hàng có thể sở hữu cho mình. Vì thời điểm mà giảm thuế chỉ có khoảng 3 tháng và chúng ta đã sắp kết thúc 1/3 thời điểm giảm thuế rồi, thì quý khách hàng nhanh tay liên hệ số điện thoại em để trên màn hình để sở hữu cho mình một chiếc xe Santa Fe phiên bản mới nhất. Đó, với những công nghệ đi đầu, nó thể hiện đẳng cấp, thể hiện cái sự chất chơi cũng như là mang đến những cái tiện lợi và những cái công nghệ rất là tốt. Quý khách hàng quan tâm đến chiếc xe này xin vòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.